Xin chào bác, chào mừng các bạn quay kênh xe Đường 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác đó là một xe Touring và đây là một mẫu Cheetah Hunter. Đây là một cái bản mới nhất của Cheetah thì mới ra hàng. Đấy, thì tiền hàng này hàng của em đã định được cho em sẽ định cho bác xem mẫu này. Thì đây, em đang bật flash lên thì bác có thể thấy nó cái tem nó làm rất là đẹp. Thì đây là một cái tem độc quyền phản quang của Cheetah. Thì đây là một cái mẫu Cheetah Hunter được sản xuất tại Đài Loan, mới nhất của Cheetah này. Và nó là một dòng xe city cho bác có thể đi dạo phố rất là tiện lợi. Cũng như là đây là một cái mẫu xe được rất là nhiều bạn trẻ săn đón trong thời gian vừa rồi. Thì hàng bên em vừa về khá là nhiều. Thì mẫu này bên em đang có mức giá khá là hấp dẫn nha các bác. Mức giá gốc của nó là 8.3 triệu và bên em được chương trình xây giảm giá trong tháng này xuống còn 7.3 triệu, xây xuống 1 triệu cho các bác nhé. Thì các bác mua xe thì sẽ được tặng khóa đèn hậu và bình nước nha các bác. Ok, thì con này cấu hình như thế nào em sẽ review cho bác xem chi tiết hơn nhé. Đầu tiên đó là bộ khung. Khung này được thiết kế nó cũng hợp kim nhôm. Đó được thiết kế các bạn nhìn mối hàn này, nó làm cực kỳ đẹp luôn. Và cái mối hàn góc cạnh nó đã làm mịn hết cho mình. Đó, rất là mịn màng luôn, cực kỳ đẹp. Đó, nhìn khung xe nhìn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt con này nó sử dụng cho mình đó là một lớp sơn đổi màu nhé. Đó, nó cũng là một lớp sơn độc quyền của Cheetah rồi. Các bạn nhìn xong bên này các bạn sẽ thấy màu bạc. Các bạn nhìn dọc các bạn sẽ thấy cái màu kiểu xanh nhé, xanh đen nhé các bạn. Đấy, thấy không? Nó rất là hay, cũng như là tem nó này, nên là phản quang rất là đẹp, các bác đi tối thì kỳ đẹp luôn. Tiếp theo đến một đùi đĩa con này nó sử dụng cho mình đó là một đùi đĩa led chromex, thiết kế nó là hợp kim nhôm nhé. Đó, và cấu trúc giữa nó là cấu trúc rỗng nhé. Đĩa thì gồm 2 tầng đĩa. Đây. À, xin lỗi các bác nhé, con này thì gồm 3 tầng đĩa nhé. Đó. Tiếp theo đến bộ đề thì con này sử dụng bộ đề trước đó là Silo Tunday. Đó, bản mới nhất bộ đề trước nhé. Và bộ đề sau nó Silo Antut. Đó. Và xích nít thì nó là xích nít của Shimano nha các bác. Đây sẽ đến từ tầng nít cho bác xem luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con này tới 9 tầng nít và 3 tầng đĩa rồi các bạn. Có một cái tốc độ khá là nhiều, gồm 27 tốc độ. Và mức giá lại từ 7.3 triệu rồi. Có phải hấp dẫn quá không các bác? Mình đã có được một cái mẫu mã rất là đẹp rồi. Tiếp theo đến cái Meyer. Con này nó cho mình trang bị cho mình đó là một cái Meyer ghép cho bách rồi. Nó được thiết kế thì đó là bị mặt nạ và vỏ ngoài là kim nhôm, cấu trúc giữa cấu trúc rỗng, các bạn có thể thấy cái mở khóa nhanh ở đây. Tiếp theo đến bộ vành, vành con này trang bị cho mình đó là một bộ vành hợp kim nhôm của Electropack luôn, xăm lốp CTS cỡ 725C nha các bạn. Tiếp theo đến mai pedal. Pedal thì con này nó sở được cho mình nó một bộ pedal nhựa đốc bi bọc lại nha, có gắn gờ bên ngoài, gờ được thiết kế là hợp kim nhôm sẽ giúp cho mình đi đỡ bị trượt hơn, sẽ tạo cho mình cảm giác chắc hơn khi mình đạp. Và cọc yên nó được thiết kế là cọc yên hợp kim nhôm của Cheetah, và yên đó là yên da mềm của chính Cheetah luôn, được thiết kế y hệt những dòng xe đua chuyên nghiệp, nó rất là đẹp. Và ghi đông của ô tăng con này được thiết kế là hợp kim nhôm. Ô tăng thì được thiết kế là hợp kim nhôm đúc của chính hãng Cheetah, và ghi đông cũng được thiết kế là hợp kim nhôm, đó là hợp kim nhôm lõm của Cheetah luôn, và nó đều được phủ lên đó là hai lớp sơn sườn tĩnh điện chống xước cao cấp. Tay đè thì hai bên nó đều là tay đè Antut nha các bác. Đây, cầu bên 3 và bên 9. Đấy, con này thì có 21 tốc độ nha. À 27 tốc độ nha, xin lỗi các bác. Và phanh thì đây, nó có trang bị cho mình đó là hai cái tay phanh Avid, đó là phanh Electrobrake nha các bác. Đấy, các bác sẽ thấy có cái thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Những dòng xe đua, rất là nhiều dòng xe đua nó sử dụng cho mình đó là một cặp phanh Electrobrake. Và Meyer trước thì nó cũng sử dụng đó là Meyer Electrobrake, như là sau nó cũng đi bằng đạn. Và vành nó là vành Electrobrake với hợp kim nhôm, xăm lốp cỡ 700x25C nha các bác. Ok, đây là cái cấu hình con Cheetah Hunter bản 2019 này. Đây là bản khá là mới, cũng như là mới mức giá rất là hấp dẫn, chỉ từ 7.3 triệu, nó gọi là một mức giá tầm trung đấy. Các bác có thể sử dụng mẫu Cheetah rất là đẹp như đây, như thế này rồi. Đấy, có thể bộ khung cũng như là một tem thiết kế rất là đẹp. Thì để được mức giá ưu đãi nhất thì các bác chỉ việc like video, comment hoặc xem video chụp hình để đơn hàng để nhận được cái mức giá ưu đãi nhất nhé. Ok, xin chào các bác, cảm ơn các bạn qua video này của em.